Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxy hóa khử. Rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học, thao tác và quan sát các hiện tượng xảy ra trong khi làm thí nghiệm. Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng xảy ra trong các phản ứng oxy hóa khử, viết tường trình. Một la mã, nội dung thí nghiệm và cách tiến hành. Một, phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch axit xuyên ferric loãng, rồi cho tiếp vào ống nghiệm một viên kẽm nhỏ. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích hiện tượng, biết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng. 2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối. Rót vào ống nghiệm khoảng 20 ml dung dịch CuSO4 loãng. Cho vào ống nghiệm một đinh sắt đã được làm sạch bề mặt. Để yên ống nghiệm khoảng 10 phút, quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng. 3. Phản ứng oxy hóa khử trong môi trường axit. Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch FeSO4, rồi thêm vào đó 1 ml dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ vào ống nghiệm trên từng giọt dung dịch KMnO4. Lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi lần, thêm một giọt dung dịch. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng. Hai La Mã, viết tường trình. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp